clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Tạp chí Time đưa VinFast vào 100 công ty ảnh hưởng nhất thế giới, chung mâm với Microsoft, Nvidia, BYD, Xiaomi, TikTok, có cả Inter Miami của Beckham, Messi. Tạp chí Time cho rằng, tính đến nay VinFast đã có những bước phát triển thần kỳ. Mới đây, tạp chí Time đã công bố danh sách 100 công ty có ảnh hưởng nhất thế giới, trong đó bất ngờ xuất hiện một đại diện của Việt Nam là hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Để chọn danh sách, các biên tập viên của Time do bà Emma Barker đứng đầu sẽ yêu cầu các đề xuất và đơn đăng ký từ các lĩnh vực khác nhau, khảo sát những cộng tác viên và phóng viên của tạp chí này trên khắp thế giới. Ngoài ra, tạp chí này cũng tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia bên ngoài. Không có điểm dữ liệu hoặc thước đo tài chính nào tạo nên Time 100. Thay vào đó, Time sẽ xem xét một loạt các phẩm chất, nghiên cứu, tác động, sự đổi mới, tham vọng và thành công. Tất cả đều ở dưới nhiều hình thức khác nhau. Time 100 không chỉ là một chỉ số thành công trong kinh doanh, đó là lập luận về ảnh hưởng của doanh nghiệp sẽ như thế nào vào năm 2024. Trong danh sách kể trên có một loạt những công ty tập đoàn lớn nhất thế giới như Microsoft, Nvidia, BYD, Xiaomi, TikTok, Amazon. Câu lạc bộ bóng đá Inter Miami, đội bóng do Beckham làm chủ tịch và sở hữu huyền thoại Messi cũng xuất hiện trong danh sách. Về việc bình chọn VinFast, Time cho biết khi đại diện của tạp chí này đến thăm nhà máy VinFast tại Hải Phòng vào năm 2022, Google Maps hiển thị một nửa địa điểm là ở dưới Biển Đông. Tuy nhiên, tạp chí này cho rằng, tính đến nay, VinFast đã có những bước phát triển thần kỳ. Hãng xe điện của Việt Nam đã có đợt IPO tại Mỹ vào tháng 8 năm 2023, sau đó cổ phiếu đã tăng 700% trong 2 tuần. Sự độc đáo của công ty này đến từ việc bán ô tô điện giá rẻ, không kèm pin. Sau đó, người dùng có thể thuê pin và thay pin miễn phí. Cổ phiếu VinFast đã mất 90% giá trị tự đỉnh. Tuy nhiên, hãng vẫn giữ kế hoạch tăng gấp 3 lượng xe giao hàng vào năm 2024 lên 100.000 chiếc. Được hậu thuẫn bởi người giàu nhất Việt Nam, Phạm Nhật Vượng, VinFast đang mở các nhà máy ở Bắc Carolina, Indonesia và Ấn Độ. Mặc dù lỗ 618,3 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2024, ông Vượng vẫn cam kết công ty này ít nhất sẽ hòa vốn vào năm tới, tài trợ 1 tỷ USD tài sản cá nhân của mình để biến điều đó thành hiện thực. Tất cả là dành cho VinFast. Điều ông Vượng đã nói với các cổ đông hồi tháng 4. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.